Hello cả nhà, em đố các bác biết đây là giống bơ gì? Đấy, một thời nổi đình nổi đám, một ngọn bơ này thôi là bằng cả thùng bia. Các bác nhớ ra bơ này chưa? Đấy, thì đây là bơ Bin Cơ Tông, hàng Bin Cơ Tông đây. Bin Cơ Tông ngày xưa các bạn là phải nói là nếu một cái chồi này thì nó phải nói là cực kỳ đắt luôn. Đấy. Nhưng hôm nay em không phải là giới thiệu cái giống bơ này, mà là em giới thiệu cái giống bơ mà trên cái thằng Bin Cơ Tông. Đấy, cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Đấy. Thì đây là chắc là cái giống bơ này các bác không nhận ra đâu. Đấy, em đố bác nào nhận ra cái giống bơ này. Đấy. Đấy, em đố bác nào nhận ra cái giống bơ này. Đấy, xin phép là em không có nói tên giống bơ này nhá, để cho các bác tự suy luận đi. Đấy, này, nhìn lá đây. Giống bơ này có nghĩa là hiện tại bây giờ nó đang đứng ở cái đỉnh đỉnh của tất cả các cái giống bơ. Hai, thứ nhất là về tỷ lệ đậu trái thì gọi là cái loại bơ này gọi là bố của nhiều luôn đấy, thật. Này các bác nhìn đậu trái thế này thì cây nào chịu nổi không này, đúng không? Cảnh lạo thế này đây. Ui giời ơi, nó đậu trái như thế này thì em nói với bác này, thế này thì làm sao mà cây nào mà chịu nổi, đúng không? Giống bơ này thì nó lại có một cái là một mình nó một mùa đấy, cứ thế này thôi. Đấy, tháng 12 mới thu các bạn. Đấy. Cứ thế này tháng 12 mới thu. Đấy, quả của nó thì cỡ khoảng 7-8 lạng, 9 lạng, 1 ký, 1 ký 2, thậm chí đến 1 ký rưỡi cũng có. Đấy, nói đây chắc nhiều bác nói là bơ thành bích, không phải bơ thành bích các bác nhá. Lá này không phải bơ thành bích đâu. Lá này nó cũng chả phải là bơ bút. Đấy. Đây này các bác nhìn cái tỷ lệ đậu trái của nó này. Ôi giời ơi này, này. Mới ra sơ sơ nhá. Mà cái giống bơ này á là nó lại vừa ra đọt, vừa ra trái, vừa ra bông mà nó không rụng mới hay này. Các bạn nhìn tỉ lệ đậu trái này. Đấy. Mà em tưới triền miên luôn đấy, này này. Đấy, tưới lung tung ấy. Muốn cho nó rụng vợi đi mà sao nó đậu kinh khủng thế này. Đây. Đấy. Đấy. Đấy, đấy. Các bạn nhìn này, đấy, thấy chưa? Trái hình thái của nó gần như bơ bút nhưng mà to hơn bơ bút rất là nhiều các bác nhá. Đấy. Mà nó lại còn muộn hơn cả thằng bơ bút nữa. Thì giống bơ này thì nói thật sự các bác, giống bơ này này em không có chồi để bán. Đấy, không cung cấp chồi, em chỉ cung cấp cây giống thôi. Đấy. Nên các bác cũng đừng hỏi mua chồi của em nhé. Đấy. Không có chồi để bán đâu. Thì cây này nó sẽ sau này nó em làm là nó sẽ thụ vào sân. Đấy, thụ vào trong sân các bạn. Thì trong sân ấy nó sẽ đậu rất là nhiều trái, để sau này em sẽ làm những cái video từng phần một về cái giống bơ này cho các bác xem. Đấy. Mà em khẳng định luôn là giống bơ này trên thị trường là chưa có. Giống bơ này trên thị trường là chưa có nhá. Giống bơ này. Đấy. Đấy. Đây nè. Giống bơ này thì thị trường chưa có đâu. Chưa có bán đâu các bác, chưa có bán trái, chưa có bán cây luôn. Đấy. Đấy. Quả nhìn này, độ trái ghê gớm luôn. Đấy. Vài ngày nữa em sẽ quay cho các bác xem khi mà nó đậu đầy đủ hết trái rồi thì các bác nhìn này. Ui trời ơi, nó đậu này. Nhìn nó kinh khủng không? Đấy. Cây này thì quả tội là em cắt gần như trụi cây. Cắt gần như trụi cây để ghép các bạn. Đấy, để ghép cho một số anh em thân quen. Nói luôn thì cho một số anh em thân quen cái giống bơ này. Đấy. Khả năng là khi xem video này thì một số anh em đã nhận ra giống bơ này rồi. Đấy, một số anh em đã nhận giống bơ này. Và một số anh em cũng đã nhận ra là đã đặt giống bơ này của em rồi. Có thể là chưa lấy cây. Đấy, tại vì cây trong này này các bạn này. Đây này. Đó, cây còn đang nằm đây hết này. Đấy. Nhiều anh em là chưa đã đặt em giống bơ này rồi. Đến chơi và xem và đặt cho em giống bơ này nhưng mà chưa lấy cây. Thì đây là em review cái video này cho các anh em xem đi để yên tâm nhé. Về tỷ lệ đậu trái của nó kinh khủng này, có đậu trái khủng khiếp luôn các bác nhé. Đấy. Mà cây này rất yếu, cây này cực kỳ nhỏ này, đấy, yếu. Cây này rất yếu chứ không có to. Đấy, thân cây rất bé này. Đấy. Nên là cái giống bơ này nó có một cái là nó khác với bơ bút, rằng bơ bút nó hay bị rụng, đặc biệt là ra bông mà nó đậu, nó đi đọt đấy là nó sẽ rụng rất là mạnh, đúng không? Đấy, nên là cái cây bơ này này, đấy, em ghép trên cái thân của cái cây bơ Bin Cơ Tông này này, đấy, ngày xưa là Bin Cơ Tông đấy nhá, đây là Bin Cơ Tông này, đấy, thì cái loại này nó
trên tầng nó cao thủ hơn rất là nhiều, nên em ghép cưa cây pin cơ tông đi em ghép vào. Thì bây giờ nó được như thế này đây. Đấy. Và rất nhiều anh em là cũng tham khảo và cũng xem và đặt giống. Và em cũng đã ghép cho anh em đây rồi. Đấy, chuẩn bị đến đầu mùa mưa sẽ chuyển. Và hôm nay chỉ quay cái video này để cho anh em biết được cái tỷ lệ đậu trái của nó. Đây. Nếu mà cái chùm như thế này thì chắc nó phải đậu tầm khoảng 50 quả. Đây. Đậu rồi đây. Đây. Đấy, mà nó vừa ra đọt luôn các bác này. Vừa đi đọt luôn này. Đấy, đấy, vừa đi đọt nha. Vừa đậu tỷ lệ đậu trái cỡ này rồi. Này. Đấy, này. Cái này sau này chị chắc để khoảng 2 quả là gục cái cành này rồi. Tại vì trái này thì nó trọng lượng của nó đều đa phần từ 700g đổ lên hết các bác nhé. Đấy, trái to nhất có thể kéo đến được khoảng 1,4 kg. Là nếu mà về trọng lượng thì có khả năng là nó lại anh em của thằng Bích đấy. Nhưng mà về cái chất lượng cũng như là về cái thời điểm thu hoạch và mẫu mã thì nó lại chấp cái ông Thành Bích có khoảng vài trăm lần đấy. Vài trăm lần thì hơi không đúng, có khoảng vài lần thôi đấy. Thì đây cũng chắc khả năng là anh em xem video này cũng rất là tò mò về giống bơ này, thì các bác cứ đăng ký cái kênh Cuộc Sống Nông Thôn của em á để theo dõi cái những cái video em sẽ đăng tải cái giống bơ này lên này. Tại vì cái giống bơ này là không có cung cấp chồi để ghép các bác nhá. Em nói luôn là không cung cấp chồi để ghép, mà chỉ có cung cấp cái con thôi. Đấy. Em chỉ cung cấp cái con cho các bác thôi. Này. Này. Các bác xem lại một lần nữa nó tỷ lệ đậu trái nó dã man không? Đấy, dã man con ngàn không? Đây. Đấy, tới tối rồi thì các bác thông cảm. Cũng mong muốn là quay cho nó sáng, nhưng mà em đều đi làm về buổi chiều đấy mới có dịp ra để thăm vườn xem lại những cái cây giống bơ. Đấy. Thì em xin nói lại là loại này sẽ thu hoạch vào cuối năm, khoảng tháng 12. Đấy. Khi đó thì thằng này nó sẽ muộn hơn là thằng bút nữa. Khả năng là sau bút mới đến, hết bút mới đến thằng này. Đấy. Các bạn nhìn này. Đấy, nó đậu kinh khủng không? Đấy, nó phải đậu cỡ này nó mới kinh khủng được. Đấy. Để cho anh em có thể chiêm ngưỡng được nó, đúng không? Đấy. Rồi, thì năm nay các bác cứ đăng ký kênh đi. Đăng ký kênh Cuộc Sống Nông Thôn của em đi. Rồi các bác sẽ thấy được kết quả của nó như thế nào. Đấy. Đấy. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi. Em chưa bao giờ em thấy các dòng túi bằng xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho La Thái, xoài, bưởi diện, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, màu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic, chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước vị, phù hợp cho bưởi da xanh, mít Thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng, cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.